Minh được tử vi hoan hỷ chào đón quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp. Kính chúc quý vị và các bạn ngày mới luôn mạnh khỏe, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Ngày hôm nay, Minh được tử vi sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn về tử vi thứ hai ngày mùng 5 tháng 6 năm 2023 và theo âm lịch, hôm nay là ngày mùng 8 tháng 4 năm Quý Mão. Ngày này là ngày Giáp Ngọ, tháng Đinh Tỵ năm Quý Mão và ngày hôm nay là ngày Hoàng Đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày gồm có giờ Giáp Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Ất Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Đinh Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Canh Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Nhâm Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Thanh Long, giờ Quý Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Minh Đường. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ Bính Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Mậu Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Kỷ Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Tân Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Câu Trận, giờ Giáp Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Ất Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Chủ Tước. Về ngũ hành Niên Mệnh, Sa Trung Kim, ngày Giáp Ngọ tức Can Sinh Chi, nghĩa là mộc sinh cho hỏa và ngày hôm nay là ngày cát. Về nạp âm, Sa Trung Kim, Kỷ Tuổi, Mậu Tý, Nhâm Tý, ngày thuộc hành kim khắc với hành mộc, đặc biệt là tuổi Mậu Tuất nhờ kim khắc mà được lợi. Ngày Ngọ lục hợp với Mùi, tam hợp với Dần và Tuất thành hỏa cục, xung với Tý, hình Ngọ, hình Dậu, hại Sửu, phá Mão và tuyệt hợi. Về tuổi xung khắc trong ngày, tuổi xung trong ngày gồm có tuổi Mậu Tý, Nhâm Tý, Canh Dần, tuổi xung trong tháng, tuổi Kỷ Hợi, Quý Sửu, Quý Tỵ và Quý Mùi. Về các sao tốt xấu trong ngày của các sao tốt như sao Thiên Xá, Đại Cát, tốt về tế tự, dạy oan, trừ được các sao xấu, kiên kỵ, động thổ, sao Nguyệt Không, tốt cho việc sửa chữa nhà cửa, đặt giường, sao Thánh Tâm, tốt mọi việc, nhất là cầu phúc, thế tự, sao U Vi Tinh, tốt mọi việc, sao Thanh Long Hoàng Đạo, tốt mọi việc, sao Sát Cống, Đại Cát, tốt mọi việc, có thể giải được sao xấu, trừ sao Kim Thần Thất Sát. Sao xấu trong ngày gồm có sao Hoàng Sa, sao Đối Với Xuất Hành, sao Nguyệt Kiến Chuyển Sát, kỵ về khởi công, động thổ, sao Ly Sàng, kỵ về cưới hỏi. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, Hỷ Thần, hướng Đông Bắc, Tài Thần, hướng Đông Nam. Và sau đây, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tử vi 12 con giáp thứ hai ngày mùng 5 tháng 6 năm 2023, chi tiết cụ thể chính xác nhất nhé. Tử vi thứ hai ngày mùng 5 tháng 6 năm 2023 của tuổi Tý. Xem tử vi ngày mới cho thấy, dưới tác động xấu của cục diện tương xung, người tuổi Tý thường xuyên cảm thấy căng thẳng và mệt mỏi. Bản mệnh cần tránh những suy nghĩ cực đoan, tiêu cực dẫn đến việc hành động cũng thiếu kiểm soát, gây rắc rối cho chính bản thân mình. Trong ngày hôm nay, bản mệnh cũng có thể nhận được sự quan tâm đến từ những đối tượng khác giới, tuy nhiên, đa số đều không phải những mối quan hệ triển vọng. Dù đã lập gia đình hay chưa, bạn cũng nên giữ khoảng cách với họ. Kiếp tài cho thấy bạn là một người hăng hái, nhiệt tình trong mọi việc, tuy nhiên cũng chính vì vậy mà bạn dễ hành động nông nổi. Hãy sửa đổi tính cách của bản thân nếu muốn nhận được sự tin tưởng của mọi người nhiều hơn. Câu quyết cho các tuổi Tý. Tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh Kim, căng thẳng, nóng nảy khi làm việc. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh Thủy, suy nghĩ cực đoan khi gặp phải khó khăn. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh Hỏa, không nên nhụt chí, từ bỏ một cách quá dễ dàng. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc mệnh Thổ, giữ khoảng cách với người khác phái. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mệnh Mộc, không nên hành động nông nổi theo cảm hứng nhất thời. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá đạt 3 sao. Con số may mắn, số 79, số 21, số 05. Giờ tốt, từ 15 giờ đến 17 giờ. Màu sắc cát tường, đen, xanh da trời. Quý nhân phù trợ, Sửu, Thân, Thìn. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ hai
ngày mùng 5 tháng 6 năm 2023 của tuổi Sửu. Vận trình ngày mới, do ảnh hưởng của cục diện Sửu Ngọ tương hại, người tuổi Sửu gặp phải nhiều khó khăn trong công việc. Thậm chí, những người bạn từng coi là bạn bè tốt cũng trở mặt vì cái lợi trước mắt. Hãy cẩn thận kẻo bị người khác chiếm mất công lao. Người làm ăn cũng không thu được khoản lợi nhuận như mong muốn vì tốn quá nhiều thời gian giải quyết các rắc rối. Bạn nên cẩn trọng từng đường đi nước bước, dù là trong công việc quen thuộc cũng chớ nên lơ là. Hỏa sinh thổ, may mắn bản mệnh được sống trong một gia đình hạnh phúc. Dù phải làm việc vất vả thế nào thì khi về đến nhà, bạn cũng thấy nhẹ nhõm hẳn. Người nhà đem đến cho bạn nhiều niềm vui và động lực để cố gắng. Câu quyết cho các tuổi Sửu. Tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim, hãy tập trung làm cho tốt nhiệm vụ. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh Thủy, hãy đề phòng người thân thiết phản bội. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh Hỏa, tốn nhiều thời gian giải quyết rắc rối. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh Thổ, gia đình chính là điểm tựa vững chắc cho bạn. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh Mộc, nên tâm sự với người thân. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 3 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 5 sao. Con số may mắn, số 11, số 99, số 32. Giờ tốt, từ 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường, nâu, vàng. Quý nhân phù trợ, Ý, Dậu, Hợi. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ hai, ngày mùng 5 tháng 6 năm 2023 của tuổi Dần. Theo tử vi hàng ngày của 12 con giáp chỉ rõ, người tuổi Dần có thể nhanh chóng gặt hái được thành công dưới sự thúc đẩy của tam hợp. Dù có gặp phải khó khăn đi nữa, xung quanh bạn cũng chẳng thiếu người chủ động vươn tay giúp đỡ. Với trạng thái tinh thần phấn chấn, tỉnh táo, bạn còn có thể thử sức mình ở những nội dung công việc mới. Đừng sợ đối mặt với những điều mình chưa biết, bởi thông qua đó, bạn có thể hiểu hơn về bản thân, tìm ra điểm mạnh tiềm ẩn của mình. Mộc sinh hỏa, những thành tích xuất sắc trong công việc là điểm cộng giúp người độc thân trở nên nổi bật hơn hẳn. Nhiều đối tượng ngưỡng mộ bạn và thật lòng muốn giữ quan hệ với bạn đấy, hãy cho người bạn có thiện cảm một cơ hội nhé. Câu quyết cho các tuổi Dần. Tử vi tuổi Giáp Dần thuộc mệnh Thủy, nhiệt tình, hăng hái khi làm việc. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc mệnh Hỏa, nhận được sự giúp đỡ của nhiều người. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc mệnh Thổ, đừng sợ đối diện với điều chưa biết trước. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mệnh Mộc, dễ dàng lọt vào mắt xanh của người khác giới. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc mệnh Kim, hãy cho người khác cơ hội tiếp cận. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 5 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 5 sao. Con số may mắn, số 70, số 26, số 60. Giờ tốt, từ 11 giờ đến 13 giờ. Màu sắc cát tường, xanh lục, xanh rêu. Quý nhân phù trợ, Mão, Tuất, Hợi. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ hai, ngày mùng 5 tháng 6 năm 2023 của tuổi Mão. Bước sang ngày mới, do tác động của cục diện Mão Ngọ tương phá, cảnh báo người tuổi Mão cẩn trọng trước những nguy cơ hao tài tốn của trong ngày hôm nay. Nếu có tiền, tốt nhất bạn nên cầm chắc trong tay, chớ nghe theo lời dụ dỗ đầu tư của những kẻ mình chưa biết rõ. Người làm đầu tư kinh doanh không nên đưa ra những quyết định làm ăn quan trọng. Hãy dành thời gian để kiểm chứng lại thông tin, hợp đồng kỹ càng một lần nữa, có thể có sơ suất nào đó mà bạn chưa nhận ra. Mộc sinh hỏa, người đã lập gia đình nhận được nhiều sự quan tâm của nửa kia. Thậm chí, bạn không cần nói thành lời mong muốn của mình mà nửa kia cũng có thể thấu hiểu. Bạn rất thỏa mãn với cuộc sống hiện tại của mình. Câu quyết cho các tuổi Mão. Tử vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh Thủy, không nên vội vã đưa ra các quyết định đầu tư. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh Hỏa, chú ý bảo quản tiền cẩn thận. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh Thổ, chớ nên tin theo lời rủ rê của người không đáng tin cậy. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh Mộc, nhận được sự thấu hiểu của nửa kia.
Tử vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh Kim, tình cảm gia đình bền vững, ấm áp. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp, đánh giá đạt 4 sao. Tài lộc, đánh giá đạt 3 sao. Sức khỏe, đánh giá đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá đạt 5 sao. Con số may mắn: số 29, số 55, số 07. Giờ tốt: từ 15 giờ đến 17 giờ. Màu sắc cát tường: xanh ngọc, xanh lá cây. Quý nhân phù trợ: Mùi, Tuất, Hợi. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ hai, ngày mùng 5 tháng 6 năm 2023 của tuổi Thìn. Xem tử vi hàng ngày của 12 con giáp phương Đông cho thấy thiên tài xuất hiện trong vận trình, người tuổi Thìn có thể thu được một khoản bộn tiền trong ngày hôm nay. Đặc biệt, nếu bạn đã chăm chỉ làm thêm các công việc tay trái thì đây là lúc bạn hưởng thành quả thuộc về mình. Một số người có cơ hội phát tài bất ngờ vào ngày hôm nay nếu thử vận may tham gia vào các trò may rủi, xổ số, bốc thăm trúng thưởng. Hãy có cách sử dụng khoản tiền đó thật hợp lý, chớ tiêu xài hoang phí kẻo cuối cùng lại của thiên trả địa thôi. Nếu có kế hoạch xuất hành trong ngày hôm nay, bản mệnh nên đi về hướng Đông Bắc để gặp hỷ thần hoặc hướng Đông Nam để gặp tài thần. Đây là hai hướng tốt nhất trong ngày, đem lại nhiều may mắn, giúp công việc của bạn gặp được nhiều điều thuận lợi. Câu quyết cho các tuổi Thìn. Tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc mệnh Hỏa, túi tiền dư giả, nhận được lời lãi. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc mệnh Thổ, chăm chỉ làm việc được trả thù lao xứng đáng. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mệnh Mộc, có cơ hội phát tài bất ngờ. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc mệnh Kim, hãy sử dụng đồng tiền hợp lý. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc mệnh Thủy, nên xuất hành theo hướng hoàng đạo. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp, đánh giá đạt 4 sao. Tài lộc, đánh giá đạt 5 sao. Sức khỏe, đánh giá đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá đạt 4 sao. Con số may mắn: số 14, số 90, số 36. Giờ tốt: từ 23 giờ đến 1 giờ. Màu sắc cát tường: xám, cà phê. Quý nhân phù trợ: Thân, Dậu, Tý. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ hai, ngày mùng 5 tháng 6 năm 2023 của tuổi Tỵ. Vận trình ngày mới được thiên tài nhập cục, người tuổi Tỵ không còn phải lo lắng về chuyện tiền bạc trong hôm nay nữa. Bản mệnh biết tận dụng những lợi thế của mình để đạt được mục tiêu mình muốn. Kiếm tiền bằng nghề tay trái hay tay phải không quan trọng, quan trọng là kiếm được tiền, tăng cao nguồn thu nhập của bản thân. Bạn có thể tranh thủ dịp này để xúc tiến một vài kế hoạch kinh doanh hoặc đầu tư vào dự án mà mình đang tìm hiểu. Biết tranh thủ cơ hội và lợi thế đang sẵn có, lại thêm bản lĩnh và nhân duyên của mình, bạn sẽ có cơ hội để phát triển rộng mở hơn nữa đấy. Hỏa khí vượng khiến tâm tình của những chú rắn dễ trở nên cáu gắt, nóng nảy vì chuyện nhỏ nhặt. Vì thế mà mối quan hệ của bản mệnh với người khác không êm xuôi, vô tình nghe phải một lời đả kích thì sẽ vô cùng khó chịu, hành xử gay gắt. Thái độ này sẽ chỉ khiến mối quan hệ giữa bạn và nửa kia thêm căng thẳng, lúc nào cũng bức bối mà thôi. Câu quyết cho các tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh Hỏa, không còn phải lo lắng về chuyện tiền bạc trong hôm nay. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh Thổ, biết tận dụng những lợi thế của mình để đạt được mục tiêu. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh Mộc, nhiều cơ hội kiếm tiền mở ra, tăng thêm thu nhập. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh Kim, có thể tranh thủ dịp này để xúc tiến kế hoạch kinh doanh hoặc đầu tư. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc mệnh Thủy, mối quan hệ tình cảm trở nên căng thẳng vì thái độ nóng nảy. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp, đánh giá đạt 4 sao. Tài lộc, đánh giá đạt 5 sao. Sức khỏe, đánh giá đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá đạt 3 sao. Con số may mắn: số 70, số 06, số 58. Giờ tốt: từ 1 giờ đến 3 giờ. Màu sắc cát tường: đỏ, cam. Quý nhân phù trợ: Sửu, Dậu, Thân. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công.
Tử vi thứ hai, ngày mùng 5 tháng 6 năm 2023 của tuổi Ngọ. Ngày mới gặp cục diện ngủ hành, Ngọ Ngọ tự hình, người tuổi Ngọ vốn bản tính đã hiếu thắng, hôm nay lại càng kiêu ngạo và khó chịu hơn. Bạn luôn nhìn nhận vấn đề theo cách của mình mà không ngàng tới ý kiến của những người khác, tự cho mình là đúng và cư xử gay gắt lên mỗi khi có ai đó bày tỏ ý kiến bất đồng với mình. Cũng trong ngày này, để có thể nhanh chóng cải thiện thu nhập, điều duy nhất người tuổi Ngọ có thể làm là hãy cởi mở và dấn thân vào những cơ hội được trao đến nhờ chính tài đưa đẩy. Bạn sẽ nhận được sự giúp đỡ và ủng hộ từ bạn bè, gia đình và đồng nghiệp trong hôm nay, hãy mạnh dạn và tự tin hơn nhé. Ngũ hành can chi xung khắc khiến cho vận trình tình cảm của con giáp này sa sút tới không ngờ. Có lẽ do quá bận rộn với công việc hàng ngày mà đôi lứa không còn đủ thời gian để quan tâm và chăm sóc cho nhau nên tạo ra những khoảng cách, những kẽ nứt cho kẻ xấu dễ dàng len vào. Câu quyết cho các tuổi Ngọ. Tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc mệnh Kim trở nên kiêu ngạo và khó chịu hơn hẳn thường ngày. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc mệnh Thủy chớ nên tự cho mình là đúng và cư xử gay gắt khi có bất đồng quan điểm. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc mệnh Hỏa hãy cởi mở và dấn thân vào những cơ hội tài chính sẵn có. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc mệnh Thổ có thể nhận được sự giúp đỡ và ủng hộ từ người quen để cải thiện thu nhập. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mệnh Mộc vận trình tình cảm sa sút tới không ngờ. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 4 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 5 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 3 sao. Con số may mắn, số 69, số 89, số 55. Giờ tốt, từ 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường, hồng, tím. Quý nhân phù trợ, Tuất, Dần, Mùi. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ hai, ngày mùng 5 tháng 6 năm 2023 của tuổi Mùi. Tử vi hàng ngày phương Đông cho thấy, người tuổi Mùi đón một ngày nhiều niềm vui, công việc, làm ăn buôn bán thuận lợi nhờ cát khí mà cục diện Ngọ Mùi nhị hợp mang đến. Cơ hội hợp tác với khách hàng tiềm năng ùn ùn kéo đến, bạn chủ động nắm bắt, chắc chắn sẽ mang về cho công ty những hợp đồng béo bở. Lại thêm chính quan nhập cục, công việc của những chú dê trong hôm nay cũng không gặp phải khó khăn gì quá lớn, nhất là khi bản mệnh có tinh thần trách nhiệm cao và không để mình lùi bước dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Bạn có thể được cấp trên tuyên dương và khen thưởng nhờ vậy. Đường tình duyên cũng vô cùng vượng sắc nhờ ngũ hành tương sinh. Vợ chồng yêu thương hòa thuận, chăm sóc lẫn nhau mỗi khi có thể. Bản mệnh biết quan tâm và chăm sóc cho những người thân yêu của mình mà chẳng nề hà điều gì. Tổ ấm gia đình là động lực lớn lao để bạn cố gắng nhiều hơn nữa. Câu quyết cho các tuổi Mùi. Tử vi tuổi Ất Mùi thuộc mệnh Kim, việc làm ăn buôn bán thuận lợi nhờ cát khí lan tràn. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh Thủy, cơ hội hợp tác với khách hàng tiềm năng ùn ùn kéo đến. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc mệnh Hỏa, công việc không gặp phải khó khăn gì quá lớn. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc mệnh Thổ, có tinh thần trách nhiệm cao và không để mình lùi bước. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mệnh Mộc, vợ chồng yêu thương hòa thuận, chăm sóc lẫn nhau. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 5 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 5 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 5 sao. Con số may mắn, số 23, số 67, số 94. Giờ tốt, từ 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường, trắng, vàng. Quý nhân phù trợ, Ngọ, Mão, Hợi. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ hai, ngày mùng 5 tháng 6 năm 2023 của tuổi Thân. Bước sang ngày mới, gặp thiên quan giáng họa, điềm báo người tuổi Thân cần cẩn trọng khi giao tiếp với mọi người, đặc biệt là khi đối phương lại là cấp trên của mình. Hãy có cách cư xử linh hoạt hơn, nghĩ gì nói nấy chỉ khiến bạn chịu thiệt thòi mà thôi. Người làm lãnh đạo cũng chớ nên nghe theo những lời xu nịnh bùi tai, vì những lời nói ấy chỉ khiến bạn trở nên thỏa mãn và không nhìn rõ thực tại trước mắt, đến khi nhận ra sai lầm thì có thể đã quá muộn rồi. Hỏa khắc kim, trong chuyện tình cảm, con giáp này không biết tiết chế cảm xúc của mình,
khiến cho đối phương cảm thấy ngạt thở trong chính mối quan hệ hiện tại. Bản mệnh hãy để cho người ấy có khoảng thời gian và không gian cho riêng mình nhé. Câu quyết cho các tuổi Thân. Tử vi tuổi Giáp Thân thuộc mệnh Thủy, cẩn trọng khi giao tiếp với người khác. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc mệnh Hỏa, hãy có cách ứng xử phù hợp hơn. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc mệnh Thổ, chớ nên nghe theo những lời xu nịnh. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mệnh Mộc, không biết tiết chế cảm xúc của mình. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc mệnh Kim, hãy cho mọi người không gian tự do. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 3 sao. Con số may mắn, số 18, số 76, số 32. Giờ tốt, từ 23 giờ đến 1 giờ. Màu sắc cát tường, vàng, bạch kim. Quý nhân phù trợ, Tý, Thìn, Tỵ. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ hai, ngày mùng 5 tháng 6 năm 2023 của tuổi Dậu. Ngày mới có ngũ hành ngọ hỏa khắc Dậu Kim là dấu hiệu cho thấy người tuổi Dậu sẽ mắc phải sai lầm trong chuyện tình cảm. Những hiểu lầm xảy đến khiến con giáp này cả giận mất khôn, nói ra những lời làm tổn thương chính người mình yêu thương. Tinh thần bất ổn dễ dẫn đến những hành động và quyết định sai lầm. Con giáp này nên học cách bình tĩnh lại để hạn chế những hành động sẽ khiến bạn phải hối hận sau này. Khi nóng nảy, tốt nhất bạn nên tạm dừng cuộc trò chuyện. Chính quan tương trợ, may mắn là đường sự nghiệp của bạn khá hanh thông. Bạn là tấm gương sáng khiến nhiều đồng nghiệp cảm phục và noi theo. Hãy tiếp tục xác định mục tiêu sắp tới của mình và cố gắng hết sức nhé. Câu quyết cho các tuổi Dậu. Tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh Thủy, hãy nhanh chóng nắm bắt cơ hội khẳng định mình. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh Hỏa, làm việc cẩn thận để gặt hái thành công. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh Thổ, quan hệ gia đình có dấu hiệu xa cách. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mệnh Mộc, không nên nói lời gây tổn thương nửa kia. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc mệnh Kim, hãy học cách giữ bình tĩnh để tránh hành động sai lầm. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 5 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 3 sao. Con số may mắn, số 70, số 26, số 11. Giờ tốt, từ 1 giờ đến 3 giờ. Màu sắc cát tường, trắng, bạc. Quý nhân phù trợ, Sửu, Thìn, Tỵ. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ hai, ngày mùng 5 tháng 6 năm 2023 của tuổi Tuất. Bước sang ngày mới, dưới sự che chở của cục diện ngũ hành tam hợp, dần ngọ Tuất trợ mệnh, vận trình của người tuổi Tuất gặp nhiều điều thuận lợi và suôn sẻ hơn. Việc hợp tác làm ăn trong ngày có lợi, tài lộc thu về nhiều không kể xiết. Cũng bởi bản mệnh tìm được người hợp tác làm ăn tin cậy và có thể tiếp tục mở rộng quy mô kinh doanh tốt hơn trong tương lai. Nhờ cát khí trong ngày hôm nay, công việc của con giáp này không gặp phải khó khăn gì quá lớn, nhất là khi bản mệnh có tinh thần trách nhiệm cao và không để mình lùi bước dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Bạn có những lựa chọn đúng đắn, quyết đoán và dứt khoát nắm giữ cơ hội và phát huy năng lực của mình một cách tốt nhất để đạt được mục tiêu đã định. Ngày hỏa sinh thổ báo hiệu những tin vui về đường tình cảm của người tuổi Tuất. Các bạn độc thân có thể sẽ gặp được một nửa ưng ý. Những tình cảm ban đầu nhen nhóm vô cùng tươi đẹp, hãy nắm bắt lấy cơ hội để chạm tay vào hạnh phúc bạn nhé. Các đôi đã yêu nhau lâu có thể sẽ có bước tiến không ngờ trong mối quan hệ. Câu quyết cho các tuổi Tuất. Tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh Hỏa, vận trình ngày này gặp nhiều điều thuận lợi và suôn sẻ hơn. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh Thổ, việc hợp tác làm ăn trong ngày có lợi, tài lộc thu về nhiều không kể. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh Mộc, tìm được người hợp tác làm ăn tin cậy, có thể mở rộng quy mô kinh doanh. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc mệnh Kim, có những lựa chọn đúng đắn, quyết đoán và dứt khoát. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc mệnh Thủy, các bạn độc thân có thể sẽ gặp được một nửa ưng ý. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 5 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 5 sao. Sức khỏe, đánh giá,
đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 5 sao. Con số may mắn, số 36, số 87, số 65. Giờ tốt, từ 19 giờ đến 21 giờ. Màu sắc cát tường, nâu, cà phê. Quý nhân phù trợ, ngọ, mão, dần. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ hai, ngày mùng 5 tháng 6 năm 2023 của tuổi Hợi. Tiếp nối tử vi hàng ngày của 12 con giáp cho thấy, ngày có ngũ hành thủy khắc hỏa, người tuổi Hợi dễ gặp những điều không như ý trong các mối quan hệ xã hội. Không phải lúc nào bạn đối xử tốt với người ta thì người ta đáp trả bạn một tình cảm tương tự. Vì vậy, dù gặp phải chuyện này, bạn cũng không nên quá thất vọng hoặc tổn thương. Trong gia đình, mối quan hệ giữa đôi bên cũng không được như mong muốn. Hai người tỏ ra khá lạnh nhạt với nhau. Hãy tìm hiểu nguyên nhân của sự rạn nứt này là gì và hàn gắn ngay khi còn kịp. Đừng nên bỏ mặc mọi chuyện muốn tới đâu thì tới. Tỷ thiên cho thấy bạn dễ vướng phải rắc rối với bạn bè. Dù thân thiết đến mấy cũng khó tránh được lúc mâu thuẫn hoặc hiểu lầm nhau. Đôi bên không nên cố ý nói những lời tổn thương đối phương hoặc có những hành động quá tiêu cực. Câu quyết cho các tuổi Hợi. Tử vi tuổi Ất Hợi thuộc mệnh hỏa, các mối quan hệ xã hội không như ý. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc mệnh thổ, vợ chồng lạnh nhạt, có dấu hiệu rạn nứt. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh mộc, hãy có trách nhiệm hơn với gia đình. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc mệnh kim, nên hành động lý trí, chớ để cảm xúc lấn át. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc mệnh thủy, vướng phải mâu thuẫn với bạn bè, đồng nghiệp. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 4 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 3 sao. Con số may mắn, số 18, số 74, số 62. Giờ tốt, từ 5 giờ đến 7 giờ. Màu sắc cát tường, đen, xanh dương. Quý nhân phù trợ, Sửu, Dần, Mùi. Vâng, quý cô bác và anh chị kính mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi hàng ngày của 12 con giáp. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý cô bác, anh chị sẽ có một ngày nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.